Xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Auto. Và tiếp tục thì hôm nay em có lên cho anh em và các bác một mẫu đầu dề đèn anh em nhé. Đây là một con rè đèn, gọi là một con rè đèn hoặc là một con dề đèn đều được. Và con này thì hôm nay em muốn lên nhanh cho anh em. Đấy, con này thì em mới về luôn anh em ạ, gọi là mới tinh luôn đấy. Đấy, vừa về một phát là em đã muốn lên ngay cho anh em rồi. Và đây thì anh em đang có thể thấy là hiện tại em đang kết nối Bluetooth. Đấy, trực tiếp từ điện thoại. Đấy, kết nối trực tiếp từ điện thoại vào dây đèn. Đấy, rồi chúng ta xuống âm ly luôn. Hoặc là nếu mà anh em và các bác nào mà đang sử dụng một con DAC, chúng ta có thể từ DAC xuống dây đèn. Đấy, để xuống từ dây đèn xuống âm ly. Đấy, nó sẽ gọi là nịnh tai hơn. Nó không khác gì là một con nâng tiếng để anh em có thể trải nghiệm một chất âm. Đấy, và con dây đèn này thì nó có rất là nhiều chức năng anh em nhé. Đầu tiên này, anh em thể nhìn. Bây giờ em sẽ review trước cho anh em này. Cái bóng này, đầu tiên là cái bóng, hai cái bóng zin đi theo máy luôn này. Rồi tiếp theo là đây sẽ có chức năng tăng giảm volume này, tăng giảm bass này, tăng giảm treble này, và có một nút bật tắt bằng cơ. Đấy, rất là đẹp luôn, anh em thử nhìn đây. Rất là đẹp luôn, đẹp dã man luôn anh em này. Đẹp không? Đấy, đẹp không? Đấy, đây. Đây là bát này, giảm bát này, tăng chép này, đấy, giảm chép này, đấy, giảm bát này, đấy, và cũng rất là lâu rồi, bên em lại tiếp tục về được thêm một cái mẫu dề đèn chất lượng để có thể cho anh em trải nghiệm. Mà con này nó có hơn những con khác là con này có cả thêm một chức năng Bluetooth anh em nhé. Kể cả anh em nào mà sử dụng những cái tivi không có cổng quang cũng có thể sử dụng được bằng con dề đèn này. Đấy, ví dụ từ tivi, những cái con tivi mà không có cổng quang thì anh em có thể cắm trực tiếp vào cổng input này, xong rồi ra anh em sẽ ra trực tiếp bằng âm ly qua cái cổng này. Hoặc là anh em cũng có thể chơi bằng điện thoại qua cổng Bluetooth này. Thì cái sản phẩm đi kèm của nó thì bao gồm một dây nguồn này anh em này. Đấy, một dâu Bluetooth luôn. Đấy, dâu Bluetooth luôn. Ở đây anh em sẽ nhìn đây. Đấy, chúng ta sẽ lắp dâu vào đây. Đấy. Và con này thì là Zinet sản xuất chính hãng tại Singapore luôn anh em nhé. Con này thì ở đây anh em thể nhìn tất cả các cái thông số cơ bản của nó, từ series sản phẩm cho đến series sản phẩm này, model này, tube, pre. Đấy, dề đèn. Người ta hay gọi là dề đèn này, pre này, ZT 507D. Đấy, 507D. Và con này sản xuất chính hãng tại Singapore luôn. Made in Singapore. Đấy. Con này thì vỏ được làm hoàn toàn bằng nhôm phay xước anh em nhé. Và đằng sau của nó xem có bốn cái chân đệm này. Đấy, rất là xịn sò đúng không ạ? Đấy. Anh em nào mà đang sử dụng những con DAC của Zinet rồi thì cũng có thể mua thêm một con một mẫu dề đèn này để chúng ta có thể gọi là nâng cấp cái bộ dàn của anh em lên cho nó hay hơn. Đấy. Và bây giờ mời anh em thưởng thức thêm một đoạn nữa nhá. Con này thì rất là đơn giản thôi, cách kết nối. Đây em sẽ quay cho em cách kết nối này. Nếu mà anh em mà lấy tín hiệu từ TV ra, anh em mà có một con DAC rồi đúng không ạ? Lấy tín hiệu từ TV ra thì chúng ta có thể đây. Ở đây anh em có thể nhìn. Em sẽ quay như này cho anh em dễ nhìn này. Rồi, em sẽ rút cái dây này ra. Rồi anh em thử nhìn ở đây. Em sẽ quay sát vào cho anh em nhìn nhá. Rồi, chắc chắn là dề đèn sẽ đi sau DAC. Gọi là từ DAC chúng ta xuống dề đèn, gọi là con dề đèn này sẽ nằm giữa con DAC và con ly để nó chỉnh chất âm cho. Đấy. Đây, từ DAC anh em có thể nhìn. Từ DAC xuống cổng in. Xuống cổng input ở con dề đèn. Đúng chưa ạ? Đấy, xong rồi từ con dề đèn chúng ta sẽ cắm một cặp AV nữa xuống âm ly là xong. Từ DAC xuống dề đèn và từ dề đèn xuống âm ly, nghĩa là con dề đèn này sẽ nằm giữa. Đấy. Và con dề đèn này có rất nhiều chức năng hay ho mà em muốn giới thiệu cho anh em. Đầu tiên là chức năng tăng giảm bass. Tăng giảm bass này. Đấy, nếu mà anh em mà nghe nhạc mạnh thì anh em có thể tăng giảm bass thoải mái. Anh em có thể tăng hoặc là giảm bass. Đấy.
kẻ chép cũng vậy. Anh em mà nghe nhạc bolero chẳng hạn, anh em nhạc bolero thì anh em có thể tăng chép lên một chút nữa. Đấy, hay không? Bật tắt này, tắt này, bật này. Và khi bật thì em đang kết nối Bluetooth thì chúng ta phải kết nối lại Bluetooth ở đây. Bluetooth của con này sẽ là Easy. Đây em sẽ vào phần Bluetooth này, vào cài đặt ở trên điện thoại này. Và con này sẽ có hỗ trợ aptX anh em nhé. Tất cả những cái dòng đây, anh em có thể nhìn chữ aptX ở đây. Đấy, kết nối Bluetooth chất lượng cao. Chưa? Hiện tại em đang lấy nguồn nhạc trực tiếp ở trên YouTube xuống. Đấy. Cực kỳ tiện lợi. Nếu mà anh em mà chơi thêm một con DAC qua một con DAC thì cực kỳ tuyệt vời. Lúc nào cũng sáng, anh em thấy không? Đấy, bóng này bóng chính hãng luôn anh em nhé. Nếu mà chẳng may mà anh em dùng một thời gian, nó như kiểu bóng đèn của anh em ấy, nó cũng có thời gian. Đấy, nó cũng có thời hạn sử dụng. Anh em sử dụng nhiều sử dụng ít, nó như cái bóng đèn điện tuýp của chúng ta đấy ạ. Đấy, thì anh em cháy thì anh em hay là hỏng thì anh em liên hệ trực tiếp với bên em cũng cung cấp cái bóng này anh em nhé. Mà qua nghe qua dề đèn thì nó sẽ tăng, gọi là tăng công suất lên tới 30%. Đấy, bình thường này, nếu mà bình thường âm ly của chúng ta chỉ đang từ mức nó chỉ mức vừa đủ thôi, nhưng mà anh em có thể tăng giảm lên volume ở đây, nó sẽ tăng 30%. Khi em nghe qua dề đèn nó sẽ lên được 30% chất âm cho anh em, đây nó nick tai hơn tới 30%, rất là hay. Đấy. Và con này thì có mức giá là 1.350.000 đồng cho một cặp anh, à một bộ anh em nhé, một bộ dây đèn của Zinet. Đấy, đây con này model sản phẩm là gì đây, 507D GT 507D. Đấy, anh em nào quan tâm mẫu này thì cứ liên hệ trực tiếp với bên em. Con này thì sử dụng bóng 7 chân anh em nhé, sử dụng bóng 7 chân. Và cái cách anh em nhớ là khi anh em kết nối này thì chúng ta sẽ, anh em nhìn cái chỗ hở này không, vài chỗ hở của con dây đèn thì em cứ căn sao nó chuẩn nhất. Có rất nhiều trước thì em bán rất là nhiều những cái con dây đèn, và khi anh em cắm lệch chân xong nó bị cong chân, xong lúc đấy anh em mình vặn vặn chỉnh chỉnh rất là mất thời gian, nên anh em cân nhắc anh em căn chuẩn cái chân này cho em để chúng ta khi sử dụng được dễ dàng nhất nhé. Đấy, Zinet 507D. Đấy, một con dề đèn tới từ hãng Singapore, một hãng đã được rất là nhiều anh em audiophile sử dụng. Đấy, một hãng này, hãng Zinet này cũng rất là ok, đang được rất là nhiều anh em ưa chuộng cái hãng Zinet này. Đấy, và bên này thì cái hãng này thì bên em mẫu DC cái mẫu dề đèn thì bên em bảo hành cho anh em 1 năm, lỗi một đổi mới hoàn toàn cho anh em. Ngoài ra vẫn hỗ trợ cho anh em lấy những cặp dây AV. Đấy, như cái dây em đang cắm đấy là dây AV của Hitachi này. Nó có đủ màu anh em, từ màu đen, màu xám cho đến màu trắng như thế kia. Đấy, màu xám cũng vậy, tất cả đều là dây của Hitachi hết. Anh em yên chí yên tâm, vẫn hỗ trợ anh em và các bác lấy dây AV với mức giá là 200.000 đồng. Em hiện tại thì bên em đang bán lẻ là 250.000 đồng. Nhưng mà khi anh em mua kèm những cái sản phẩm DAC hay là dây đèn của bên em thì bên em cũng gọi là hỗ trợ anh em và các bác với mức giá là 200.000 đồng cho một bộ dây AV. Đấy, để anh em có thể chơi. Con này thì bên em về số lượng có hạn, nên là anh em nào mà nhanh tay liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio để có thể gọi là sở hữu cái dòng sản phẩm này sớm nhất anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.